Xin chào mọi người. Hôm nay vợ chồng mình qua nhà cậu mợ để đón mẹ đó. Chứ đây Vân dắt mẹ của Vân theo qua nhà cậu mợ chơi luôn. Thì mợ thấy cái đám đại hoàng của nhà cậu mợ quá bự luôn, cho nên mẹ hỏi coi cậu mợ có xài hết không. Thì mẹ xin ai về đâu, mợ nói cứ lấy đi, lấy thoải mái. Tại vì rất là nhiều luôn mọi người. Đây nè, mẹ Vân đang ngồi cắt nè. Nói tâm mẹ đang ngồi khắp đại hoàng nè. Mê lắm mọi người ơi, qua nhà cậu mở là mỗi lần qua là nhìn cái vườn rất là mê luôn mọi người, to rộng. Đó, giờ mẹ đang ngồi cắt nè. Đó, mọi người thấy không? Đó, nguyên cái bụi rất là bự luôn, bự gấp 2 gấp 3 lần. Dạ, rất béo sợ. Do thắt. Đó, mọi người thấy không, bự lắm, bự gấp 3, gấp 4 lần cái bụi của vườn nhà mình luôn á cả nhà. Nhà mình thì chỉ còn leo que vài cây thôi, nhưng mà bên này thì quá trời luôn, mọi người thấy ở trong. Đó, mình quay sơ sơ cho mọi người xem ha. Vườn nhà mở rất là rộng luôn, trồng đủ thứ hoa quả luôn á cả nhà. Giờ mình qua mình hái một cái loại be, có nghĩa là một cái loại dâu của Thụy Điển đó cả nhà. Bên này ha, đây nè mọi người, đây là nho chuẩn ngọc đen. Thì nho chuẩn ngọc đen á, cái bụi nhà mình cũng rất là to rồi cho nên mình không có lấy đâu, mình sẽ lấy mấy cái cây đây nè. Đó, tiếng Thụy Điển là crossbear. Cây của mình ở nhà cũng nhỏ nhưng mà cây màu đỏ, còn bên cậu mợ thì là cây trắng như vậy nè cả nhà. Bây giờ nó cũng đang to và nó cũng đã chín mùi rồi nè. Có thể mình sẽ hái để mình nấu nước uống cũng được. Còn nếu muốn ăn thì mình để cho nó chín tí xíu là mình ăn, bởi vì nó có vị chua cũng nhiều. Vào dắt cà phê. Đó, mợ mình đang hái, giờ hái cho mình. Quá trời luôn. Vào dắt cà phê. Mọi người thấy không? Rất là nhiều luôn cả nhà. Ở đây là một bụi nho chữ ngọc đen nữa nè mọi người, cũng khá là bự. Nho chữ ngọc đen thì Vân thích nhất, bởi vì cái vị với cái mùi nó thơm rất là nhiều so với trắng và đỏ, nhưng mà cũng tùy. Có nhiều người thì thích trắng hơn, có nhiều người thì thích đỏ hơn, còn mình thì mới thích màu đen nhất. Cái loại này thì nấu nước trái cây uống rất là ngon luôn á cả nhà. Trời ơi đẹp không mọi người thấy không? Ở đây là cái cây màu đỏ nè, cây này là bự nhất luôn á, cái bụi này là bự nhất luôn á mọi người. Ở vườn nhà mình thì cũng có một bụi, nhưng mà mình mới trồng năm ngoái thôi cho nên cái sản lượng trái nó cũng chưa có được nhiều quá mọi người. Đó, cả nhà thấy không? Quá trời luôn. Mỗi lần mà mình qua bên nhà cậu mở là mình mê cái khu vườn lắm cả nhà. Rất là rộng, trồng đủ hết luôn, cà rốt, cà chua, khoai tây, dưa leo. Và thỉnh thoảng qua mà cũng hay cho mang về, mặc dù nhà mình cũng có nhưng mà quanh đây thì nó nhiều hơn nữa mọi người. Đó, cả nhà thấy không, rất là bự luôn, nhìn mê lắm mọi người ơi. Còn cái luống này là hành nè mọi người. Đó, quá trời luôn. Còn luống này là khoai tây. Ở vườn nhà Vân cũng có khoai tây nhưng mà không có nhiều bằng bên mỡ. Hôm nay qua thì nó cũng đã lớn nhiều rồi cả nhà. Đây cũng là hành nè cả nhà. Hành tím nè. Trời ơi, thương ghê chưa, cưng chưa. Wow. Ôi ơi, coi củ hành nè. Quá trời đã luôn cả nhà ơi. Mợ với mẹ đang hái dâu bên kia. Ở đây là cái bụi Việt Quất nè mọi người, mình đi ngang mình mới thấy luôn á cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Trời ơi, đã luôn á mọi người ơi, vườn của mợ là đủ loại cây trái mà rất là nhiều luôn á. Đó, cho nên ông bà đâu ăn đâu có hết đâu, ông bà cứ kêu mình mỗi lần qua là cứ muốn lấy gì lấy, muốn lấy gì thì lấy cả nhà. Mà hiện giờ thì Việt Quất nó chưa có chín, nó cũng còn xanh rất là nhiều luôn. Đây. Rồi hoa đủ các loại luôn.
ở này là nãy hành thì mình thấy cái hành 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 tây tím thôi, bây giờ là có hành vàng nữa mọi người. Trời ơi rất là nhiều luôn, mình mê cái bộ Việt Quốc luôn á cả nhà. Tâm qua hái vừa hái chùm 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 luôn. Còn cái trái này là trái mận nè mọi người, nhưng mà mùa thu nó mới ra nhiều á cả nhà. Đó, ở trước này là trước nhà luôn, coi như nó xum xuê, cây này nó cũng lâu năm lắm luôn á cả nhà. Đó. Bây giờ thì gia đình mình đi về nha mọi người. Đó, mình cũng muốn chia sẻ một ít cho mọi người xem thôi. Đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video. Chúc cả nhà có một ngày thật vui và luôn nhiều sức khỏe.